Để chỗ em ơi. Chưa hết em. Không còn nữa. Không có chữ nghĩa gì không? Không có gì. Cường có gì không? Có gì? Cái quả lương hưu à? Có gì không? Có gì không? Đấy, gạch bút thôi. Gạch nó dài dài. Nhìn thấy không? Đây, nhìn thấy mặt có kém thế đéo đâu mà. Sắp đi rồi, ra mặt kém. Đi là đi đéo nào. À, bẩn. Lá mưa lá miếc ăn dần đến nhau nhé. Mẹ ơi, đùng một cái nhớ kịp đâu. Ba. Nhìn thấy đấy chị ơi. Nhìn thấy. Thôi đừng lấy mà. Nhìn thấy rồi. Con nhộng này không ăn thua. Nhộng ong. Chín đúng không? Chín. Đủ. Trước ngày xưa ấy, em vẫn ăn trộm gà ông già mang đi bán mà. À, mang đi lướng mà. Nghe đàn bò cốp ấy. Trộm cắp bây giờ nó dễ. Cố cái tải như là cốp.
chết tôi rồi. Đổ mẹ cốt ngày trước em còn đang ở hoa đúng không à? Mày nhô đúng một cốt về 10 mang lời tặng nó héo quất vào. Trộm cắp theo kiểu con ăn cháo trà nó cũng dễ nhỉ. Nhà ở đéo thì mang ghế. Mỗi hôm mẹ làm mấy ống như bấy ống cuối nghĩa là cốt mà đi bán. Kéo sao phải đẹp thế. 11. Con chàng xa ấy.